Kênh Đồ Lĩnh Chuẩn Mỹ xin chào các bác. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 6 em lên với các bác như mọi hôm. Đồ Lĩnh Thập Cẩm nghe các bác. Đây chắc lên Đồ Lĩnh Mỹ. Thập Cẩm có gì lên nói nghe các bác. Và nói chung giá bình dân có gì lên đó. Lỗi có nghe các bác. Hàng lỗi, hàng trung bình và hàng khá khá. Các bác chọn được mã nào thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc nghe các bác. Em cũng lên tổng hợp thôi và cũng có những hàng cũng có giá trị sưu tầm cao nghe các bác. Và đầu tiên em lên với các bác một cái áo xương cá đi ha. Đây các bác. Cái áo hàng xưa nghe các bác. Size small. Cái này hàng Triều Tiên nghe các bác. Thập niên 50. Nhưng mà nó mờ, tem nó hơi mờ. Và chất liệu xương cá. Chất liệu vải xương cá nghe. Màu nó còn khá ok đấy, nhưng mà nó lỗi. Cái này em bán giá trị sưu tầm thôi nghe các bác. Cái này mang các bác mang sưu tầm thôi, chứ có cái này chất vải xương cá nó dơ nhiều rồi. Các bác thấy không? Nó dơ dơ đây nha, lỗi nè, lỗi nè. Rồi và dòng này nó là P58 nha các bác, nó thập niên 50 rồi, dính dơ túi vuông nha, túi dưới chặt gốc, đời tem in nha các bác, nhưng mà nó lỗi nhiều rồi. Đây nữa, cái màu thì nó còn phải 90% đấy, nhưng mà cái nó lỗi nhiều lắm. Nhưng mà các bác chú ý đây là hàng xương cá nha, cho nên em bán cái giá trị sưu tầm thôi. Chất loại xương cá. Cái này thì cái này size thì đẹp đấy các bác, mà tiếc cái là nó bị dơ này nha. Tay nó dơ như em đã quay rồi. Đây nữa. Cái cổ nó bị hơi sần sần cái cạnh. Đây. Đây nghe các bác. Rồi, nói chung là size đẹp nha các bác. 62 đến 72 cân. Cao 1m65 đến 1m70 là đẹp. 73 cân vàng vẫn thoải mái, vẫn được. Nó đẹp, nó đẹp từ các bác. Xương cá nha, nhưng mà hơi tiếc là có lỗi nha, cho nên em bán giá lao động thôi, nhưng mà cái này các bác nếu mà sưu tầm thì tốt, chứ còn lao động thì nó hơi phí. Tất nhiên nếu mà mang lao động thì cũng được, nhưng mà vải xương cá này thì nó hiếm các bạn, bữa nay nó hiếm cho nên mình về sưu tập giá lao động nha. Em bán nó rất nhiều quá đi, nó rất ít ít thì mình ấy thì rất nhiều quá đi. Rồi em bán 300.000, 300.000 nha các bác. Cái này nó không lỗi thì nó ngon, nhưng mà nó có lỗi thì em chỉ bán giá 300.000. Nó nói chung là lỗi nhiều như giẻ rách nha các bác, nó như giẻ rách á, nhưng mà giá trị sưu tập cho nên em bán 300 thì so với giá trị thì nó vẫn rẻ nha các bác. Vai 58 à, tay vai 50 tay 58 và dài 72. Ồ, con này đây nghe các bác, chủ yếu phần bên này. Nói chung là đó, các bác nào nhắm ok thì chốt ha. Tất nhiên mấy bác mà không sưu tầm thì nhìn cái áo này thì thấy là ôi giời ơi, đúng không các bác? Nhiều bác kêu cho cũng không mang nữa, đúng thiệt á. Nhưng mà cái này nó là hàng xương cá nha, các bác chú ý là hàng xương cá. Em bán giá trị sưu tầm 300.000, mã số 695. Rồi cái thứ nhất, cái đó màu cũng còn khá ok đấy, quá hơi tiếc tí rồi. Em lên mấy cái hàng xương cá đây, nói chung là em lên một con xưa luôn, sa tên nha các bác. Con này cũng xưa, con này cũng P58 nhưng mà chất là sa tên,
tức là nó giai đoạn chuyển tiếp đó các bác, từ xương cá qua sa ten nha. Rồi cũng chắc cuối thập niên 50, đời tem in nha các bác, tem in thì nó vẫn là thập niên 50 đấy, nhưng mà nó hơi mờ rồi, sai cũng mờ rồi, nó bị gì dính gì đây các bác thấy, nó bị dính dính, nó đổ nước hay đổ gì đó, bị hoen là ngay đây đâu nghe các bác, nhưng mà không biết cái này thì em chỉ bán thôi chứ còn không biết giặt ra hay không nha các bác. Rồi nhưng mà con này xuống màu đều nha, con này xuống màu đều, dòng P58 nha các bác, tay xuống. Rồi nút dẹp nâu cũng lỗi tùm lum, rách tay mạng này. Đây các bác thấy ha, tem nó còn, tem tay còn, tem lụa nha, tem lụa, cặp tem này cũng khá là hiếm hoi ở đây các bạn. Tem này cũng tem Triều Tiên đấy, thì giống mấy cái áo M51 hay có. Đây ha, tem trắng, bên trắng bên vàng bằng dù. Rồi không rách lũng nha các bác, nó chỉ bị xuống màu nhiều, sofa bị ố ngay đây. Cái này lỗi dệt vải thì không tính. À có chỗ này rất quên, chỗ này rất đã mạng nha. Rồi em bán cũng 300.000. Nói chung là em bán giá trị sưu tầm thôi, nhưng mà giá thì lao động thôi, các bác về mang lao động cũng được. Ủa con này còn ok thế, tức là mát, mình mang nó ok, màu thì nó không ok đâu, màu thì xuống màu nhiều, nhưng mà có màu thời gian thôi, cho nên là với lại nó tiếc một cái là bị rách ở đây thôi, nhưng mà kể được cái quả tem. Cái bộ cái cặp tem này em thì em không có bán tem, nhưng mà em cứ bán cái áo thôi, nó đi kèm để bán chung, chứ còn thường cặp tem này rất là hiếm nha các bác. Ồ nó rẻ đấy các bác, 300.000 theo em là rẻ nha, áo sa ten xưa. Rồi em bán 300, mã số 696 ha. Rẻ đấy, theo em là rẻ đó nghe các bác. Rồi vai 50, tay 58 nó bằng cái kia luôn các bác, cái size chắc nó cũng bằng, dài 71 nha, cũng từ 62 đến 73 kg, rồi cao mét 7 độ lại, 300.000. Ôi giời, hàng đợt này nó lỗi nhiều. Rồi một con sa ten luôn, cổ đó rách rồi các bác, cổ nó rách rồi nha. Các bác mà về mà đưa cho thợ họ lực lại, họ tháo cái cổ ra, họ lực cái mặt sau ra trước này. Khi mình cái mặt rách nó ra sau khi mình mặc á, khi mình bẻ ra nó như thế này này các bác, thì nó sẽ che được cái khuyết điểm ha. Ý là vậy. Rồi tay nó cũng hơi ố ố, hơi xuống màu, hơi ố ố màu nha các bác. Cổ tay hơi sờn nhẹ nhẹ. Rồi ở lưng thì bị một chấm ngay đây, rồi dính sơn vài chấm ngay đây nghe các bác. Cái này thì này có tem dây đây, nhưng mà nó cũng bay đâu rồi, nó là thập niên 60, cái này thập niên 60, cuối thập niên 60, dòng này gọi là P64 nghe các bác, P64 tức là cái tên gọi này vậy. Đó, này nó là 60, thập niên 60 và đầu thập niên 70. Rồi size cũng 62 đến 72 cơ. Cột 1m65 đến 1m73. Ok. Rồi. Đó em bán. Cái này đó nếu mà các bác về lực lại thì được. Rồi cái này em bán 250.000. Áo sa ten nha các bác. Hai cái đầu là một cái đầu là sa ten xương cá đấy các bác. Cái hai cái sau này là sa ten. Mã số 697, 250.000. Vai 46. Tay 65. Rồi, dài 73. Mã đọc mã chưa? 697 nha các bác.
Ôi, bữa nay em có mấy cái sa tên em lên hết đi nha, em lên trước sa tên rồi sau đó em sẽ lên cái khác, em lên mấy cái sa tên trước đi. Rồi con này còn được này các bạn, cổ thì nó hơi phai, cổ thì nó hơi phai màu tí, ngay cái cổ cái lớp gấp ha, tem thì nó cũng bay hết chữ rồi, tem dưới cũng bay. Cái này nó có cái túi con ở trong để mình móc kính râm đây các bạn, móc viết móc kính râm thì vào, tem thì nó đã tháo. Cái này cuối thập niên 50 nha, lúc dẹp xong rồi tay su, nó là P58 thì nó là thùng tay su. Con này còn ok đấy các bác, chỗ này dính xíu mực, màu thì tất nhiên cũng xuống nhẹ theo thời gian thôi, với lại có cái mấy cái dấu tháo tem này chỉ thường nha các bác đó, nhưng mà nó còn ok. Rồi đó, nó dấu tháo tem thôi, còn lại cái này tính ra không rách lụng được các bác. Này thì sơn sơn tí ngay đây, mấy cái này chỉ thường nha, về các bác tháo giùm em, với lại cái màu nó hơi đậm hơn, hoặc là các bác có tem may vô giùm em. Rồi cái tay thì nó bị xíu ngay đây, bị ngay đây nha các bác, cổ tay thì hơi sần sượng. Rồi bên này cũng vậy ha, nó chuẩn bị hai cái tay. Rồi, còn lại thân thì ổn, màu thì tâm cũng dưới này cũng bị tí ngay đây, nó cũng xuống màu nhẹ rồi nha các bác, còn tầm 85% đây, mấy chấm nhỏ nhỏ. Nhưng mà cây này, cái này dòng tay suông nha các bác, túi vuông chặt góc nha, nó là B, cái này nó P62 thì đúng ha, nó dòng P62, nó bể một lúc chết chà, sổ mũi các bác thông cảm nha các bác, mang tên này người nó bị sổ mũi cho nên. Ồ, cũng sai, toàn sai đẹp các bạn, cái này toàn sai sai chuẩn đấy. Rồi sai small 1m7 đổ lại 60 đến 72 cơ, 70 thôi, 72 thì cũng được hơi ô. Ồ, ok nghe các bác, giá trị sưu tầm cao nha các bác, chú ý dòng cái này túi vuông chặt góc nha, nó là P58 tới P62 nha các bác, còn sang P64 thì túi nó nhọn. Và tay su, ôi ổn nha các bác, cái này em bán mặc dù nó có lỗi chút chút nhưng mà em bán 650 ngàn nha các bác. Những cái dòng tay su ha, tay su túi chặt góc thì giá trị nó sẽ cao hơn nha các bác. Rồi mã số 698, rồi vai 49, tay 58, toàn size đẹp các bác, và dài 71 nha. Rồi nói chung là ổn, 650 ngàn. Tiếp theo em lên, cũng toàn hàng độc nha các bác, cái này các bác sưu tầm ổn nhưng mà nó cũng có lỗi, cái này cũng lỗi, nó làm lỗ ngay cái lưng. Và những dòng các bác chú ý, dòng tay su, túi vuông, nắp vuông nha, túi chặt góc, giá trị sưu tầm cao. Ok nghe các bác, mét 6 đến mét 7, 60 đến 70 cân luôn. Rồi con này màu nó còn khá ok, hôm nãy như có con nào nó bị bể hột nút đó các bác, có một cái như cái vừa rồi em mới lên bị bể hột nút đó các bác, em quên báo không. Đây các bác, nó bị bể hai hột nút mà, với lại cái hột nút này nó cũng bị sần sần cái lỗ nha các bác,
các bác lấy thì em sẽ thay hai hộp nút khác, em sẽ thay hai hộp nút khác cho các bác nha. Cái lúc vừa rồi em mới lên rồi, cái này cũng vậy, sờn đây, sờn đây, sờn ngay tay nghe nghe các bác, hàng giá trị sưu tầm nha các bác, cứ chú ý hàng hàng sa ten mà tay suông ha, tay suông chứ không phải gài nút nha, là nó đời nó xưa hơn nghe các bác, đời thường là thập niên 50 và đầu 60. Ok, nó một lỗi nặng nhất là nó ở đây, nó nằm ngay giữa lưng nha các bác, ngay giữa lưng hơi tiếc tí ha, còn lại cái tay hơi sần sần, cổ thì hơi ở đây tí. Ồ, tiếc quá, tiếc quá các bác, em bán sưu tầm thôi, nói chung là cái này hàng xưa thì nhiều khi nó cũng vô giá, nhưng mà nó lỗi như thế này thì em cứ bán như giá sưu tầm thôi. Tất nhiên những cái áo nó khác thì nhiều khi nó rách như thế này thì em lên mã tặng, nhiều khi các bác cũng không lấy nữa, cũng có thể vậy đó các bác, nhưng mà cái này là hàng sưu tầm nha, vai 49 tay 57, cái này em cũng bán 300.000, dài 70. Rồi một lỗ hai lỗ đây nghe các bác, đây lỗ 300.000, mã số 699. Rồi tiếp theo em lên, bữa nay tập trung vô cái sa ten đi, em lên con sa ten này nữa các bác, sa ten ngắn tay nha, tức là nguyên bản thì thường là tay dài chứ nó không có tay ngắn đâu, thường tay ngắn là lính hoặc là sâu, cái như người chủ sở hữu trước là họ cắt thôi. Ủa, sổ mùi các bác thông cảm. Ồ, mà mùa này thì mặt ngắn tay thì nó mát các bác. US Air Force, bộ tem không quân nha, cũng túi vuông, túi vuông chặt góc luôn nha. Cái này nó là đúng là P62. Rồi size đẹp luôn, mét 6 đến mét 7, 60 đến 70 cực. Mấy cái này mặc dễ mặc, mùa này thì dễ mang các bác. Chất sa ten thì nó mát. Cái tem nó đây các bác. Tem này thì giống của Trung tâm Hỗ trợ Nhân sự Quốc phòng. Đây nghe các bác, thường cái tem này là nó của Trung tâm Hỗ trợ Nhân sự Quốc phòng đấy các bác, nhưng mà em đoán thế thôi, không dám chắc nha, còn đời thì không thấy đời đâu, nhưng mà thường cái này thì nó đầu thập niên 60, nó khoảng năm 60, 62 đấy các bác. Đó, thì theo em biết là như vậy thôi, chứ tại nó mất cái tem này, mất cái tem cổ thì sao đó, còn mỗi cái tem này thôi, nhưng mà cái này còn khá nha, không lỗi nha các bác. Mấy cái khuy thì nó người ta khâu lại cái mấy cái khuy nè các bác. Chỗ này dơ, này dơ nha. Nó dơ thôi, về các bác xử lý giùm em. Đó, ngay đây. Bên đây này nè. Này này các bác ấy thôi, về giặt còn không ra lấy acetone đó các bác. Vò rồi nó ra, nước rửa móng tay. Rồi ok nghe các bác, con này còn khá, 90%, đó hầu như không lỗi. Mấy cái này thì ra, mấy cái này thì em theo em thấy là ra. Rồi em đo nghe các bác, vai 48, tay 23, dài
dài 71 nha các bác. Cái này em bán, cái này còn cũng còn khá ok đây các bác. Rồi em bán 700 ngàn, 700. Cái này nó ra gần hết, nó còn sơ sơ. Đây em bán 650 ngàn đi. Này vo một hai lần nữa chắc hết nha. 650 ngàn. Đây là giá. Một cái trên là mã khác. 700. Mình theo thứ tự chứ. Đi theo thứ tự từng mã. 650. À, không không. Đi theo từng mã, theo số thứ tự nó khỏi lộn. Rồi mã số 700 nha các bác. Mã số 700, 650 ngàn. Bữa nay em lên hơi chậm. Rồi em lên một con xương cá. Ui trời. Không biết hàng đẹp nó đi đâu mà hàng hàng được về về nó xấu á. Nó có lỗi tùm lum đấy các bác. Rồi xương cá nha. Tay nó có gài đúc nha các bác. Hàng con này cũng nó hẳn là siêu hiếm đấy các bác, nhưng mà nó cũng lỗi. Các bác thấy cái lưng nó có lỗ ngay cái vai đầu này. Rồi toàn size đẹp, cũng 60 đến 70 kg, cao mét 6 đến mét 7 luôn các bác. Rồi cái này thì mặc cái này vào thì quá chất rồi, nhưng mà nó lỗi nha các bác. Tay sờn nè, tay sờn trên cái xẻ này nó cũng sờn. Rồi bên này cũng sờn. Rồi cái này lủng lỗ nha. Các bác chú ý nó là vải xương cá nha các bác. Hàng xương cá thì giá trị sưu tầm rất là cao. Cổ thì hơi sờn nhẹ nhẹ. Rồi nút Việt nâu. Cái này hàng xưa đấy. Nó cũng từ hàng thế chiến nghe các bác. Hoặc là Triều Tiên. Trước Triều Tiên là nó đã có hàng thế chiến, nó đã là xương cá rồi. Này hàng thế chiến đấy. Túi vuông chặt góc. Và đời nó có xẻ tay luôn. Cái kiểu nó sao đó. Còn tay nó hơi sơn rồi. Các bác nó có thể cắt làm tay ngắn. Còn cái thân nó rạch. Rồi em cũng bán sưu tầm thôi, 300 ngàn. Rồi vai 50. Vai 50, tay 58. Và dài 71 nha các bác, 300 ngàn. Giá quá êm các bác. Tất nhiên là sưu tầm nha. Mã số 301, 701, 300 ngàn. Cái nào cũng lỗi hết các bác. Rồi áo sa ten nữa, tay ngắn luôn. Rồi 60-65 đến 75 kg. Rồi cao 1m68 đến 1m78. Ok các bác. Rồi này thì rộng rãi hơn chút. Rồi hàng sa ten, nhưng mà cổ nó cũng rách tùm lum. Người ta đã màng lại rồi nghe các bác. Đã màng người ta đắp lên à. Nói chung là cổ nó lỗi nha. Các bác thấy rõ ha. À, rồi tay không quân, tem không quân. Tem này tháo rồi. Này nó hơi tụt chỉ tí. Các bác nếu mà lấy với bảo em đập. Này cũng sờn luôn. Sờn này nghe các bác. Rồi cái này cái hợp đồng đó thôi. 6131. Nói chung là cũng hàng thập niên 60-70. Rồi tem nó tháo. Rồi cái này em bán. Còn cái này nó chỉ bị cái cổ thôi các bác. Nó chỉ bị cái cổ đây ha. Nhưng mà hàng sa ten đó, người ta đã xử lý, nói chung là đã xử lý rồi, mặt mát rồi các bác. Đó rách đây nè,
Nói chung là em bán giá áo sa ten thì nó không có giá này đâu, tất nhiên nó có lỗi nó mới có giá này nghe các bác. 250.000. Mã số 702. Tất nhiên là nó có lỗi ha, nhưng mà giá này thì nó phù hợp với nó phù hợp các bác. Rồi, vai 47. Tay 23. Rồi, và dài. Dài 74. Rồi, mã số 702 ha. Nói chung em bán mấy hàng này thì nhiều khi các bác cứ thấy kêu hàng này nó bán đồ toàn đồ xấu thôi. Nhưng mà em bán là có đồ xấu lẫn đồ đẹp nha các bác. Nhưng mà bữa nay thì em lên mấy hàng này thôi. Còn các bác mà ưng hàng đẹp thì đợt tới nha, đợt tới em sẽ lên. Đợt tới em soạn hàng em sẽ lên hàng đẹp. Chứ không, em không nhiều bác cứ nghĩ cái hàng này bán toàn hàng xấu cho nên là nhiều khi lại không xem, nhiều bác thích hàng đẹp lại không xem. Nhưng mà các bác cứ theo dõi kênh và thời gian tới là em sẽ lên có những hàng đẹp siêu phẩm nha các bác. Nhưng mà bây giờ em cứ lên mấy cái này trước cho nó rộng chỗ. Thực chất những cái này nó cũng là hàng rất là hiếm đấy, nhưng mà có điều là nó hàng xưa thì không tránh khỏi lỗi thôi. Tất nhiên là một số bác sẽ thích sưu tầm. Rồi, cái này cũng rách cái cổ rồi, nó may lên gì đây. Đây. Hàng xương cá nghe các bác. Cũng cũ rồi, mấy sưu tầm thôi. Mấy cái tem này cũng giá trị rất là cao đó nghe các bác. Đây. Tem này nó vẽ lên, nó viết lên hay rồi. Hay thời đó nó in vậy đó các bác, nhưng mà nó bị sâu nhỏ. Rồi, nói chung là cũng lỗi rách rồi đó. Rồi em cũng bán 300 ngàn đi, hàng xương cá đi. Các bác lưu ý hàng xương cá nó đắt lắm, không rẻ đâu các bác. Tất nhiên nó lỗi nha, em bán 300 ngàn. Cái này thì nó te tua rồi, cái này thì nó cũ lắm. Nó không mới đâu các bác. Đó, nhưng mà sưu tầm thôi, mình mang sưu tầm, mang cũng vẫn ổn. Rồi, tay nó sờn hết rồi nha. Các bác phải chú ý giùm em nha. Đây. Rồi, nhưng mà được cái là hàng xương cá ha. Cứ xương cá là thích rồi các bác. Nó là hàng cũng thập niên 50 nha các bác. Thập niên 40, 50. Ok. Rồi, mét 6 đến mét 7, 60 đến 70 cân luôn, 300 ngàn. Đó, nó chỉ sờn với lại lai nó đó. Đó, giá trị sưu tầm nha. Mấy lỗi đây nữa. Nó bạc phích luôn rồi. Cái này nó còn 50% thôi. Màu á các bác. Cái màu nó còn sợ không tới nữa, cứ cho vậy đi. Vai 50. Bên vai này nó cũng rách, nó chăng lại nè. Này sưu tầm nữa nghe các bác. Rồi tay 58. Toàn size đẹp đấy các bác. Rồi dài 71. Mã số 703. Tiếp theo em lên cái áo kaki. Cái áo này gì nữa, sơ dính sơn luôn. Cái này dính sơn rồi các bác. Áo kaki tem vàng nha các bác. Này size to, dính sơn. Đời 78 nha. Chuẩn cấp phát lính Mỹ 578. Nãy giờ là toàn hàng cấp phát hết nha các bác. Toàn bộ là hàng cấp phát lính Mỹ hết nha. Cái nào không cấp phát nè, báo ngay. Cái này thì hơi to. Cái này các bác phải trên 75kg, 75 đến 85, cao trên 1m7 các bác. Ủa, áo ok chứ mày dính sơn. Rồi em tặng, cái này tặng đi các bác. Thật chất độ mới nó cao nha, cái này nó phải 95% đấy các bác. Nhưng mà cái điều này dính sơn. Mấy sơn này thì khó ra đấy, các bác mà xin về lấy một cái acetone đó như em hay vò đó. Cái này nè các bác, nước rửa móng tay thôi. Ra mấy tiệm làm tóc đó mua. Về vò thì có thể nó ra, hoặc có thể nó bớt nha. Hoặc có thể nó không ra. Đại khái đi nhưng mà nó sai to. Em tặng nha, các bác lên cho em mã tặng, mã số. Mã bao nhiêu lọt đọc này? 704. Mã số 704 nha, tặng. Vai 50.
tay 66 và dài 80, này size lớn 75kg trở lên. Rồi tiếp theo em lên đây, cái lên mấy cái này nhiều khi cứ lên mấy cái này các bác cứ kêu em bán toàn hàng xấu. Rồi em lên một bộ luôn nè, bộ rằng riêng nha các bác. Cái quần, cái quần thì nó bị lủng lỗ đấy. Tại cái này là cái miếng đắp mông nè, nhưng nó lủng lỗ nhỏ, nhưng mà cái lủng cái lớp ngoài thôi, cái lớp trong không lủng nha các bác. Đó. Rồi size medium short nè, medium short các bác, chuẩn cấp phát lính Mỹ 580 tám mấy đó, 87 89 gì đó, nó hơi mờ rồi, nhưng mà hàng cấp phát nha các bác, 100% cô tông. Chất vải caro nha, màu thì cũng xuống màu nhiều rồi, xuống màu rồi, đúc rồi nó có hàng nút rồi. Nói chung là mang lao động này, mang nhìn cũng bụi bấm đó, cái nó không rách lủng nha các bác, nó bị giống ngay đây thôi, nhỏ đây, còn nút thì hơi sờ. Rồi eo 92, dài 96, ống 20, ống 22 ha. Rồi cái này là cái quần, còn cái này cái áo, áo này cái áo xài lắc, lắc regular, nhưng mà ghép bộ thì chắc nó cũng tương đồng đấy, áo nó mới hơn xíu nha các bác, cũng chất vải caro luôn, xài lát. Nhưng mà các bác nếu mà bụng 92 các bác tầm 75kg, 75-80kg là mang đẹp nha các bác, cái áo thì từ 75-85kg đó. Rồi tổ rồi, tay nó cũng hơi sừng sừng, rồi em bán nguyên bộ đi, lai sừng sừng rồi các bác. Cái này bán, biết bán bao nhiêu đây, bán nguyên bộ 300.000. Rồi bộ gỗ nó cũng sần sần, cái này về các bác lao động, mang về mang lao động nha, nói chung được cái nó cũng không lấy nổi rách đâu, hơi sần sần, vải cũng 100% cổ tông đấy các bác, lắc regular, tem dưới thì nó cũng mệt, cái áo thì nó cũ hơn nha, cái lai nó cũng sờn rồi nha các bác, cái lai nó cũng sờn. Rồi em cứ bán nha, em bán nguyên bộ đi, cái này em không tách lẻ nha các bác. Rồi em bán nguyên bộ đây, các bác coi đây nha, hơi sờn rồi nhưng mà để coi như rồi coi như cái quần 100, cái quần 200, cái áo 100 đi, 300.000 là quần 100, áo 200 nha các bác, nguyên bộ. Cái này em đo hàng được này nó xấu quá các bác. Rồi vai 52, vai 52 tay 62 và dài 76-75, mở ngoặc cả bộ. Rồi 705, mã số 705 nha các bác. Người nó sốt mấy ngày nay các bác, nên là nó hơi mất thẩm mỹ, các bác thông cảm em. Rồi tiếp theo em lên một cái áo multicam, áo multicam nha các bác, chống cháy, chất vải chống cháy nha. Thường cái vải chống cháy thì cái màu nhìn nó không được tươi lắm đâu, nhưng bên đây còn khá ok, còn tương đối thôi. Tem mờ đời 2012 nha các bác, chuẩn cấp phát đến Mỹ nha các bác. Em bán 100.000, cái này
còn khá không lỗi lắm, size đẹp nha các bác. Rồi 1m6 đến 1m68 này và 60 đến 70 cân. Rồi cái này còn ổn đấy, túi tay nha các bác, dán rồi đầy đủ ha, dây kéo. Giá này thì không phải ngợi các bác, không lỗi lầm nha. Màu thường cái vải chống cháy thì cái màu nó li li vậy thôi, chứ cũng là đồ mới, nó phải trên 90% đấy. Rồi không rách lũng, không dơ bẩn luôn nha. Áo còn ok, 100.000 đồng. Mã số 706 nha các bác. Rồi vai 46. Tay 60. Và dài. Dài 71 nha các bác, 100.000 đồng. Giá không phải ngợi các bác. Rồi em lên với các bác một cái quần. Rồi 100.000 nữa. Quần thủy quân lục chiến. Quần đùi nha các bác. Em bán 100.000. Cái màu thì nó cũng không còn được mới lắm đâu, nhưng cái này hàng thương mại thôi. Cái này người ta cắt làm quần đùi nghe, chứ không phải nguyên bản đâu. Quần dài người ta cắt thành quần đùi của hãng Chu Subic nha. Tất nhiên hãng này nó chỉ làm hàng thương mại nên nó không có cấp phát. Rồi size medium long, nhưng mà người ta đã cắt lại rồi. Made in Honduras nha các bác, của Honduras. Rồi quần gai nút bông thì nó như bộ thủy quân lục chiến đó các bác, nhưng mà nó cũng màu nó cũng xuống rồi, màu nó hơi phai phai rồi nha các bác, nó không còn tươi lắm đâu, nhưng mà không rách lũng nha, nó chỉ cắt lòng đùi thôi. Rồi giá 100.000. Eo 90 kéo căng 92, có tăng đơ luôn nha, eo có 8 mấy vẫn được nha, siết lại. Dài 63. Ống 28 nha các bác, 100.000 đồng. Mã số 707. Rồi em lên một cái áo sơ mi. Thường mấy cái này nó may cái này để nó ghi tên nó vô nghe các bác. Không biết phải hay là nó in vô nó mờ rồi. Nó phải là còn cái vải trắng không? Size 34 nha. Áo sơ mi nha, chất vải giống như già đó, màu cổ. Cái này em bán 200.000 nha. Rồi, cái này nó có cái đỡ ở trong nha các bác. Khá là hay nha. Cái này cũng hàng cấp phát đấy các bác, cấp phát lính Mỹ đó nghe, hàng xưa đấy. Cái này rất là xưa. Nói chung là cũng hàng đâu đó từ thời gian thế chiến cho đến là Triều Tiên nha các bác. Nó có nút gài bên trong nha, các bác gài này là tức là khi mặc để chống côn trùng đó các bác. Người ta che lại ha. Mình để cũng hay, chống lạnh cũng được. Rồi, còn các bác không thích cái yếm này nhét vô trong thôi, giống mấy cái áo Pháp là nó cũng có đó các bác. Rồi cái này cũng còn ok nữa nha, cái màu nó vậy đó nha, chứ còn nó phải 92%. Rồi cũng 60 đến 70 cân, size đẹp luôn các bác, 1m65 đến 1m72, 200.000. Rồi giá hợp lý. Mã 708 nha các bác. Mã 708 em đo ha, phải đo. Rồi vai 45. Tay 61. Dài 81 luôn nha. Mấy cái này đây nè, mấy cái tay nó làm có mấy cái miếng đỡ này hết nha các bác, khá là hay nha. Cái xẻ ta khá là hay. Lai bầu nha, xẻ cao đấy. Rồi. 200.000 đồng. Mã số 708 các bác. Ui em la cái này em quậy quá. 6. Cái này phải like cho nó hết đi các bác. Rồi em lên một cái quần bị kích. Ủa bị kích hả? Cái này để lên sau để ghép bộ chung với cái kia. Ồ, cái quần màu ô liu này cũng đẹp nhưng mà cũng bị dính mực các bác.
toán ăn lỗi các bác. Này dính mực. Đây. Dính mực giống như người ta vò nó hơi phai màu xung quanh luôn nha các bác. Màu thì đẹp nhưng mà nó dính mực nha, nghĩa là nó chỗ này nó hơi phai dính mực đây. Rồi, quần có đắp mông nha, cái màu nó đẹp các bác nhưng mà nó nói chung là có lỗi ha, và nó vò nó bị phai đây. Của hãng Proper luôn nha các bác. Hàng của Proper, thương hiệu Mỹ. Gia công ở đâu để em coi. Size medium regular. Tất nhiên nó là hàng thương mại thôi. Gia công ở nước nào đây các bác? Thường là nó ở cái này thường là nó gia công ở Guatemala hoặc là Honduras. Đây, tem nó cũng mờ đây. Made in nào? À, Cộng hòa Dominica. À, Made in Cộng hòa Dominica nha các bác. Nói chung là cái này về các bác cũng mang lao động thôi. Ủa em bất lịch sự đâu các bác. Các bác thông cảm nha, em sổ mũi. Thì không bất khả kháng các bác. À và L90 các bác. L90 nó có tăng đơn nha, eo các bác 84, 85, siết là 80, thậm chí 80 vẫn được. Rồi dài 105. Ống 21. Rồi dây rút đầy đủ. Ê tiếc tí thôi. Rồi em bán nó 150.000. Về các bác mang lao động. Này. Cái này nói chung là tiếc thôi, chứ còn không thì là không có lỗi để báo luôn đó các bác. Ý là nếu không bị dính này thì coi như không có lỗi đó đúng không? Nhưng mà đây, đó em bán lao động thôi, 150.000, mã số 709. Rồi tiếp theo em lên mấy này trong lên hoài nó không hết. Size small shot nha các bác. Multicam chống cháy luôn nha. Size small shot chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 2010 nha các bác. SBO 100. À SBM 1C1. Số 10 đời 2010. Chất vải chống cháy đó nha. Vải caro chống cháy. Multica 100.000. Size small shot nha các bác, không lỗi lọc, độ mới. Thường cái vải chống cháy thì cái màu nó li vậy thôi chứ cái này độ mới nó phải trên 90% nha. Nếu không muốn nói là 95% nữa. Nhưng mà cái màu nó li thôi em bảo thôi. Rồi size small shot, cái dòng này thì cái tay thì nó dài nè các bác, nhưng mà cái line thì nó hơi ngắn nha, bắt cao 1m68 độ lại thôi. Size đẹp các bác, small shot nha, có dây kéo nha, dòng này dòng dây kéo nha các bác. Rồi giá quá hợp lý đi chứ, bát giá cái này không lỗi lầm nha các bác. Rồi nhưng mà multicam thì giá nó chỉ vậy thôi. Dòng này với ACU là giá đó. Giá nó rất là mềm cho nên các bác dễ chơi. Cho nên em ít khi nào bán mấy cái này đó, chỉ là ACU là hầu như em ít khi nào em bán. Khui ra là có. Khui ra thì em nói chung là bán chỗ khác hết thôi. Mấy dòng đó em không bán. Mã số 710, 100.000. Nhiều khi nó bán thì cũng được nhưng mà nó like nó mất công lắm các bác. Vai 46. Cái này thì sẵn rồi, nó có mấy cái em lên vậy thôi. Tay 61. Và dài. Dài 71, 100.000 đồng. Rồi. Tiếp theo. Một cái áo. Ủa. Cái này Hải Quân hả? Áo này của Học viện Hải quân nha, trường thiếu sinh quân, thiếu quân sinh gì đó. À. Hàng cấp phát đó nha các bác, cấp phát cho học viên trường Hải quân. Đại khái vậy đi, Học viện Hải quân ha, đời 2003. Nhưng cái màu này nó cũng thường mấy cái vải nó hay bị phai các bác. Nó mai sát nó hay bị phai. Mấy cạnh trắng trắng này các bác thấy không? Nói chung cái này nó không còn mới đâu. Nó còn tương đối thôi. Được rồi, mang chơi được.
không rách lủng nha. Màu này nó hơi phai phai, mấy cái cạnh nó ma sát nó hơi trắng trắng thôi, chứ không rách không sờn nha các bác. Và cổ bẻ nha. Nhưng mà được cái form dáng nó đẹp, màu thì còn tầm, nói chung là còn khá đó, nó hơi quát quát. Mấy cái nếp nó trắng trắng, nhìn nó bụi đó các bác, giống như đồ rin thôi, nó quát quát, nó mài mài vậy thôi. Chứ còn lại nhìn vẫn còn ok, 85% đi ha, cứ cho vậy đi. Chứ còn mà được cái là form nó đẹp nha các bác, form dáng nó đẹp đấy. Và size đẹp 60 đến 70 cơ, 1m6 đến 1m7. Đó, cái vỏ này cái bo ngay cái đường nối nó bị sờn xíu xíu đây thôi. Cái này chắc cũng không sao. Rồi, 200.000 nha các bác, cổ bẻ nha. Cái dòng cổ bẻ thì mang nó rất là lịch sự. Rồi, giá hợp lý. 200.000. Ủa, vẫn phải đo này các bác. Rồi, vai 52. Tay 61. Và dài 67 nha các bác. Mã số 711. 200.000 đồng. Rồi em lên một cái áo medium regular, áo rằn ri. Áo rằn ri nha các bác, size medium regular. Cái cổ này cũng hơi có nếp phai phai nhưng mà nhẹ nhẹ đây. Chuẩn cấp phát đến Mỹ, 590 nha các bác, 100% cotton. Chất vải caro ha. Cái bông khá đẹp đấy. Đai sườn đàng hoàng nha. Túi túi phòng nha, túi phòng đai sườn. Rồi. Áo còn ok. Cái cổ này nó hơi mặt nó có mồ hôi hơi phai phai tí nè. Rồi các bác, 67 đến 77 kg, cao mét 66 đến mét 75. Rồi, 150.000. Con này không lỗi nha các bác, còn khá ok. Chất vải caro rip top 100% cotton. Giá hợp lý. Không lỗi lầm nha, độ mới khá cao đấy, 93% trở lên đấy nha. 94 là khỏe đấy. Đó, điểm trừ duy nhất là cái cổ nó hơi phai tí thôi. Nó có nếp phai này nha. Rồi, có dấu tháo tem rồi. Có dấu tháo tem này rồi các bác. Tí xíu này. Dính cái gì. Thấy có vẻ cụm cụm. Rồi, sửa lại giá. 120.000 đi ha. Thôi bán rồi, em bán một lần 100, 250 thôi, bán 100.000 đi. Mã số 712, 100.000 hay quá. Để đo chiều dài này. Nhưng mà mang vẫn ok nha, hơi tiếc tí thôi, nhưng mà nó em đã điều chỉnh giá kịp thời. Vai 49, tay 61, dài 74. Rồi, rồi em lên một cái áo thun. Rồi này áo thun rằn ri nha các bác. Rồi, nó in cái gì đây? Ok. Cái mực in nó hơi nứt nha, nhưng mà chắc không sao ha. Phía sau cũng vậy kìa. Sau rồi nhìn cũng hay đấy các bạn. Rồi, 100.000. Mắt in Honduras luôn nha, hàng của Honduras. Rồi, để khái vậy. Size nhỏ thôi, size medium đây nha. Này thì chắc khỏi mặc vô thì các bác từ 60 đến 70 cân. Rồi, cao 1m6 đến 1m7 luôn. Không lỗi lầm, độ mới cũng còn tầm 90%. Rồi, răng ri, ok, chất vải 100% cotton. Phải không? Rồi, đúng luôn, 100% cotton nha, size medium. 100.000 các bác. Mã số 713. À, đó.
đo đây là chưa đo, cứ vẫn phải đo đi các bác, để các bác tiện nắm bắt này. Dạ, đúng ra nhiều khi cái áo thun này không cần đo nhưng mà cứ đo đi. Vai 45, tay 20, dài 65 luôn. Rồi. Rồi, chắc cái bao nhiêu phút rồi các bác? 50 phút. Rồi em lên một cái áo, một cái áo thủy quân lục chiến nha, combat thủy quân lục chiến. Rồi. Cái này em bán 400. Logo thủy quân lục chiến này các bạn. Rồi nó chỉ có mỗi cái tem dưới. Còn tem trên này thì không thấy đâu, nói chung không biết. Cái này chắc không phải cấp phát đâu, mấy cái dòng này nó không phải cấp phát đâu nghe các bác. Rồi chất vải đây, nói chung em không biết đi, cái này không biết. Tay nó hơi ố nhẹ nhẹ. Tay hơi ố nhẹ nhẹ nghe các bác. Rồi bên đó thì bên này cũng còn ok. Vải thì còn tương đối. Màu độ mới 90%. Rồi. Cái phải mặc vô thôi. Dòng có dây kéo cổ nghe các bác. Cái này em bán 350.000 thôi. Em sửa lại giá nghe các bác. 350.000. Rồi size lát nha. Các bác từ 65 đến 75 ký. Còn nếu tầm 65 đến 75 cân ha. Bác nào thích ôm 80 cân vẫn được, cao thì mét số 67 68 trở lên. Tay thì gài sát lại được, có thể ôm lại được nha, nó có nhiều ngứt bên gài nha, nút đây có thể ôm sát rồi, nên cái tay là có dài thì mình gài ôm vậy thì nó không có bị dài. Cái thân dài thì có thể cắt bớt hoặc bỏ vào quần. Wow, giá hợp lý các bạn, 350.000. Rồi không rách lụng nha các bác. Màu thì cái tay này nó hơi ố nhẹ nhẹ, cũng mờ đó, ghi dơ thì phải. Độ mới thì tầm 90%, chạy xuống thôi nha, nó tương đối thôi, không rách lụng. Rồi vai dài 78. Còn cái vai thì em không có đo, tay rắp lăng nha, không có đo cái vai. Rồi dạ, từ ngang ngực là 58. Rồi ok, 350.000, mã số 714 nha các bác. Tiếp theo các bác đợi em tí. Rồi em lên một cái áo. Áo này hàng cấp phát ấy, 570. Cổ nó sờn rồi. Cổ nó bạc bạc màu nghe cái nếp gấp nha các bác. Cái này nó sờn. Size 40 regular. Chuẩn cấp phát lính Mỹ 570. Rồi cái này của này luôn nào, màu xanh mực nha các bác. Mực rách đây nữa. Rách này, người ta khâu lại là nghe các bác. Màu thì nó còn ấy thôi. Này này cũng giá trị mang sưu tầm thôi, cái con màu nó cũng bạc, nó cũng ấy thôi. Rồi ok nha, cái này nó gần như áo ấm hải quân đó các bác, nó dạng dạng vậy nha, lót của nó bằng thun nha, lót trong thun, khóa Scoville nha. Rồi chân khóa Scoville luôn nha các bác, chân khóa còn ok nha. Cái này thì cũng khá là ổn đấy. Nó bị rách tí ngay đây, người ta khâu này rồi. Để bán 200.000. Cái này giống như dấu tháo tem á. Ủa dấu tháo tem á các bác, chứ không phải rách đâu. Rồi, nhưng mà cái màu nó cũng hơi phai phai.
Ồ, nhưng mà form cũng khá đẹp đấy chứ các bác ha. Mét 6 đến mét 72. 60 đến 72 cân luôn. Form đẹp nha. Cái này hình như không phải rách. Cái kéo để đâu để anh đo trước nha. Nhưng mà cái này thôi chắc em cũng bán 200 ngàn thôi. Cổ rồi nó cũng bạc phức. Sợ. Rồi vai 46. Tay 61. Dài 68 nha các bác. Chung là đó, cái line nó cũng hơi quát quát đấy. Phai phai màu đây thôi. Tay cũng vậy nha, chứ chưa rách đâu nha các bác. Hơi sườn nhẹ nhẹ một hai cạnh đây. Đó, hơi sườn sườn tí. Cái này không phải bị rách người ta khâu đâu các bác. Cái này nó, cái này là cái đường chỉ may, người ta may cái tem á các bác. Đây nè, đó. Người ta tháo ra nó, cái chỉ nó vẫn còn đó. Chắc không phải rách đâu, đấy. Đây nghe, không phải rách đâu nghe các bác. Nhưng mà em vẫn cứ bán 200 ngàn này ha. Đây. Cái này nó hơi xì tí. Rồi, hàng cấp phát luôn nha các bác. Rồi dán luôn. Mã 27. 715. Mã số 715. 715. Mã số 715 nha các bác. 200 ngàn. À, này nó 200 nữa. Rồi, chắc em lên cái này em nghĩ các bác. Rồi em lên một cái áo không quân. Rồi, mỏng mát. Cái này mỏng mát nha. Áo không quân, đây cái tem nó đây. Size cũng mờ rồi. Cổ nó hơi có nếp mà nhẹ nhẹ thôi, ít mồ hôi nhẹ nhẹ thôi nha các bác. Hàng này cũng của Học viện Không quân nha. Của trường Học viện Không quân. Cấp phát cho thiếu quân sinh hả? Rồi, ô con được màu xanh mực, độ mới tầm 89%. Mỏng mát nha các bác. Mấy cái dòng này cái form nó đẹp. Đó, nó đơn giản cái form đẹp. Mấy bác trung niên mặc rất là lịch sự nha. Rồi, này dơ dơ tí thôi. Màu thì còn 89%. Rồi, các bác từ 68 đến 77 cân. Cao mét 68 trở lên. Rồi, tay có thể mình gài lại nha. Tay nó hơi dài nhưng mà khi các bác gài nó cũng ôm như cổ tay thôi. Nó không có phủ. Rồi nha các bác. Ok em bán. Ồ, cái này dòng lai suông đai sườn nha. Cái này. Rồi em bán 350 ngàn. Nó mặc cái này rất là lịch sự. Mát nè. Thời tiết cái này thì mặc nó mát nha các bác. Rồi, đai sườn nha. Vai 50. Tay 65. Và dài. Dài 63. 350 ngàn. Mã số 716. Còn nhiều quá mà. Em này không. À. Phòng kia đâu ta? Rồi. Rồi thôi chắc em lên chừng này thôi các bác. Em lên chừng này thôi. Để bên này đây. Rồi chắc là em ngưng video tại đây các bác. Bữa nay em lên hàng nói chung giá lao động thôi. Và các bác chọn được mã nào thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc nha các bác. Các bác cứ lên đơn để em ship đến tận nơi và nhận hàng, kiểm tra, thanh toán nha các bác. Và cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi kênh Đồ Lính Chuẩn Bị. Và các bác nói bữa nay em lên hàng lao động thôi và giá sưu tầm thôi nha các bác. Cho nên các bác mà ưng hàng đẹp hơn, nếu mà các bác chọn mã những mặt hàng đẹp hơn thì hẹn các bác ít hôm nữa em sẽ lên hàng những hàng mặt hàng đẹp hơn nha các bác. Và bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại video tiếp theo vào tối ngày mai nha các bác. Cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các bác. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
chương trình truyền hình tối ngày mai. Xin chào.